Cà chua giờ cũng rẻ. Loại vừa vừa 10.000 ba cân, 5.000 một cân. Loại đẹp đẹp một tí thì loại đẹp nhất thì 10.000, loại không đợi thì 15.000 hai cân. Như cái loại này là tầm là ấy là 7.000 cân. Rẻ người. Hôm mới cho mua của bà ấy, bà ấy bán có 10.000 ba cân mà còn cũng to. Bà gì nhỉ? Bà gì bà bán cho chị Quất Khương ấy. Bà Bình ấy. Bà Bình. Chắc bán ở đây à? Bà bán nhà bà thân ấy. À đây. Ngã mua một ít. Hết rồi đấy. Dạo trước nó sai sai cơ thì hái được một rổ. Nhưng bây giờ nó đợt vừa rồi kiểu như xương muối xương nghiết cái đéo nào. Nó thành đây lại mới mua 5.000 được chục cây ấy. Lại cài thành riêng ăn. Năm nghìn chục cây. Đâu biết ăn rau gì đâu. Rau gì à, chẳng. Hái lắm đỗ. Súp lơ này chắc quên liệu ấy thành không? Súp lơ nhìn cháu lúc ấy lá đẹp tốt thế mà bây giờ chẳng thành cái gì. Nó bị thối đây này, thối hết rồi. Không nguyên nhỉ? Súp lơ nhìn cháu lúc cái lá của nó lon đẹp nhỉ? Mỡ đi nhỉ? Đây nhờ cô bị thối hết này. Bây giờ không có thành cái gì đâu đây. Cũng kiểu vì như này là nó cứ tuệt tuệt kiểu thế, nó không thành hình tròn ấy. Giống hay vậy.